tiếp. Mọi người ơi tiếp nha. Giọng ca đầy nội lực. Mọi người ơi, giờ mình mở được bài toán cái thằng đứng nghe tuần trước mà em vừa lấy đang đứng bài người làm một câu trước cho nó giải trí ấy lại. Mời mọi người coi như mình câu số 1 trang 185 các bạn, ví dụ 3 trang 185. Ví dụ 3 trang 185. Rồi tuần trước mình đang dừng lại ở bài toán ném thẳng đứng. Bạn làm tuần trước nghỉ nhớ xem bài ném thẳng đứng đứng lên nha bạn. Vì tuần sau mình sẽ kêu các bạn lên làm bài. Làm không được thì làm thầy sẽ cưng mọi người lắm. Cưng vô lại. Ví dụ bài cũng lắm bạn. Bây giờ mình cùng nhau làm con này nha. Đều. Rồi ví dụ của anh nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn coi ví dụ này các bạn. Bây giờ mình đọc đề trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình đọc kỹ đề. Đọc thật 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 là kỹ đề. Từ độ cao 200m. Rồi bây giờ nghe mọi người, từ độ cao 205m, một vật thả rơi tự do, ok không? Rồi một quả cầu nhỏ, thầy gọi đây là quả cầu nhỏ, ok. Và quả cầu này là quả cầu thả rơi tự do. Rơi tự do có cái gì siêu đẹp? Đây không mà không. Mãi nói mọi người, nói câu đẹp này rất nhiều mọi người. Đủ rồi, ok không? Rồi, cái phần không, ok rồi. Rồi, từ một độ cao bao nhiêu mét các bạn? 205 mét. Rồi, ok, coi mọi người. Rồi, bây giờ độ cao của mình đã là 205 mét. Đây là độ cao 205 mét. Ok các bạn. Một vật tự do ha. Rồi, đọc tiếp tục. Thì nó nói gì vậy? Mấy giây sau? Một giây sau. Ok mọi người, nghe mọi người. Một giây sau. Rồi lúc này có một vật ở dưới đất bị như bạn bị gì bị ném thẳng đứng lên không? Đúng không các bạn? Và lúc này nó có cái bê không không? Có bạn. Vật hay gọi là vật hai nha. Đúng rồi. Và đây là bê không mấy? Bê không hai ném lên. Đúng rồi. Và vận tốc bê không hai của mình là bằng bao nhiêu bạn? Bằng bao nhiêu? Bê không hai mấy? Mấy rồi? Mấy? 30m trên trên dây không? Đúng rồi. Ok không? Rồi và vật bị rơi hay là vật bị ném thì nó luôn luôn chịu một gia tốc. Đó là gia tốc gì các bạn? Gia tốc trọng gì các bạn? Gia tốc trọng trường không? Và hướng của gia tốc trọng trường luôn luôn hướng sao vậy? Hướng xuống. Gia tốc trọng trường do ai gây ra? Trọng lực gây ra, đúng rồi. Ok không? Bạn nào không tin gia tốc trọng trường hướng xuống á, mình có thể làm thí nghiệm ngay lập tức. Đang can mà kia rồi. Nhảy thử anh đi đâu. Đúng rồi, ok rồi, đúng rồi, ok rồi. Nhớ nha, gia tốc trọng trường thì luôn hướng sao bạn? Hướng xuống. Ok không? Và bây giờ câu A người ta hỏi mình cái gì? Sau bao lâu hai quả cầu gặp với bạn? Gặp nhau. Rồi ok. Vậy bài toán gặp nhau các bạn ơi. Khi gặp bài toán gặp nhau thì chúng ta phải biết 100% rằng ta phải làm việc gì bạn? Biết gì? Biết phương trình không? Và ta cho hai cái đó như nào nhau bạn? Ok không? Nhưng trước khi biết phương trình, bước 1 làm gì? Bước 1 luôn luôn làm gì bạn? Chọn. Ok bạn, ok rồi. Và ít nhất chọn được mấy cái? 3 cái. Ok bạn, rồi thứ nhất các bạn hãy chọn cho mình góc tọa độ. Thứ hai các bạn chọn cho mình chiều gì bạn? Chiều gì, chiều gì? Chiều. Chiều dương. Và thứ ba chọn cho mình góc gì bạn? Góc thời gian không? Được không, được không? Rồi chọn cho mình nha, ok không ạ? Ok ha. Rồi mọi người chọn ạ.
chọn đi gốc tà lộ. Thích đâu cũng được hết, chọn gốc ở đâu. Ở đâu? Điểm gì? Điểm A không ai lộ ra. Vậy mình chọn gốc tà lộ tại đâu các bạn? Tại đâu người ơi? Tại vị trí gì? Tại nơi thả mật. Ok các bạn, tại nơi thả. Chiều dương mọi người muốn chọn sao? Tùy luôn, chọn sao? Từ trên xuống các bạn. Xuống dưới, ok ha. Trên xuống dưới. Ok chưa? Rồi, vậy chiều dương từ điểm dưới rồi này. Và góc thời gian là tại nơi nào? Nghe nè, nghe các bạn. Thằng này rơi và thằng này ném. Hai thằng này có cùng thời điểm không? Không. Thằng kia sau mấy giây? Một giây. Vậy các bạn chọn góc thời gian lúc nào cho đẹp? Lúc nào? Lúc đẹp. Lúc mình làm gì? Lúc thả. Đâu rồi, đâu bạn không nào? Ok ha. Rồi bây giờ coi. Vậy bây giờ muốn làm bài này đầu tiên phải xác định cho mình coi. Hai thằng này đều là biến đổi đề đúng không? Đúng. Gia tốc của nó là ai? Là g. Rồi cho anh biết trong bài toán này a bằng cộng g hay trừ g cho cả hai trường hợp. Nhớ nha. Gia tốc âm hoặc dương phụ thuộc vào cái gì các bạn? Phụ thuộc vào chiều gì? Chiều dương. Ok không? Vậy coi coi lúc này gia tốc của mình là gờ cùng hay ngược chiều? Cùng hay ngược? Cùng chiều. Nên cho đó A lúc này bằng với bạn cộng với bạn cộng gờ. Là bằng cộng mấy? Cộng 10 S như mình. Đó, mọi người gặp cái bài toán ném hay lên mọi người ghi trước này các bạn. Để mãi mãi ghi nhớ trong đầu A bằng cộng gờ. Ok không? Ok không? Ghi lỡ xui. Xui nha, mà xui nha. Lỡ mình chọn chiều hướng lên thì A bằng gì? Trừ G. Bởi vì nếu chọn chiều dương hướng lên thì G hướng xuống, vậy ngược chiều dương thì A trừ G. Nhưng thông thường chọn hướng xuống cái dễ rồi. Ok ha. Rồi, vậy bây giờ nghe các bạn. Vậy hai thằng quỷ này đều là biến đổi đề hết. Và ta là trục thẳng ứng nên mình không ký hiệu là chữ X. Mình ký hiệu chữ gì? Chữ Y được không? Ok ha, ok ha. Rồi, các bạn ơi, đọc cho mình phương trình tổng quát của phương diện chuyển động y bằng nghĩa là y chen x chỉ thay đổi là thay vì x là y thôi. Y bằng nghĩa là đọc chung nhau hài và đâu y bằng nghĩa bạn y không cộng gì v không nhân t trừ t không, đọc chung hết nha cho nhớ bạn cộng gì. Được không bạn? Ok không? Vậy bây giờ mình viết phương trình hai thằng. Được rồi, ok ha. Rồi, viết chung của mình nha mọi người. Bây giờ mình có vật 1 các bạn. Rồi, không biết phương trình biến đổi đề mình xác định mấy đại lượng cái đại chung với nhau mọi người. Biến đổi đề mình thêm 1 đại lượng, xóa hẳn đại lượng nào? Dạ, có 3. Mấy cái? 4. Thứ nhất là y không. Thứ hai v không. Thứ ba e không. Thứ tư dạ, có 3. Ok mọi người, rồi, ý kiến mình mọi người. Rồi, 4 nữa. Hai và vô, viết giùm mình nào. Chúc anh viết thành cái một đi chút. Y không một mày. Góc tà lộ mình chọn A rồi đúng không bạn? Nên như đó, ở ngay A chính là góc gì? Góc gì đây mọi người, góc gì? Góc O. Rồi y không một mày. Bằng không, ok ha, V không một mày. Bằng không luôn, bởi vì vật một rơi tự do, đúng không? Nhưng T không một bằng mấy luôn? Bằng không cái gì? Góc tọa độ ở ngay thằng số mấy? Số 1. Nhưng A1 bằng gì? Bằng gì? Bằng 10 đúng rồi. A1 chính là bằng cộng gì luôn bạn?
cộng g cho 10, ok không ơi? Chính là bằng 10 nha. Vậy mình suy ra một điều là gì bạn? Suy ra thì lúc này y1 bằng gì? Y1 bằng 1 phần 2 với bạn gt. Đúng rồi, ok không? Nó cứ là 10 thay là 5t với bạn. 5t. Đơn vị là gì? Là mét. Ờ, à, kỹ hơn chút xíu, ta ghi tên đó bằng máy luôn. Để đó là không. Đó là y1. Rồi bây giờ y2 nha. Y2 là gì này cái? Lấy hai cái. Y02. Không hai. Chính xác, y02 là 205 mét, giỏi. Bởi vì chiều dư hướng xuống, điểm dưới đất đúng rồi. Ném từ dưới đất ném lên là cách góc 205 mét chưa? Đúng rồi, ném từ dưới đất ném lên thì cách 205 mét là ok. V02 là mấy? Sai. Sai, bao nhiêu? Trừ mấy? Trừ 30 rồi, nhớ nha. Ở đây ném lên không? Nhưng coi nè, ném lên là cùng hay ngược chiều dương? Ngược chiều. Ok các bạn, nhớ mọi người, ném lên là đang ngược chiều dương nên ở đây phải là trừ mấy? Trừ 30. T02 là mấy? 1 giây sau. Đúng không? Còn A2 là mấy? A2 là mấy? Sai. Dù ném lên hay ném xuống thì chiều của gia tốc này có đổi hay không? Các bạn coi chừng bị ngộ nhận nha. Dấu của gia tốc A không phải cứ ném lên là G âm nha mọi người. Được không? Coi kỹ nè. Chúng ta phải dựa vô cái gì để các bạn đánh dấu cái dấu của nó? Dựa vô gì? Chiều dương. Vậy em coi thầy coi nha. Cả hai thằng đều chịu gia tốc G. Các bạn nhìn lên bảng cho mình cái. Cả hai thằng đều chịu gia tốc G. Được chưa bạn? Coi chừng bị ngộ nhận. Dấu của gia tốc âm hay dương phụ thuộc vô cái gì? Chiều dương. Vậy trong trường hợp này gia tốc cũng phải bằng mấy? Cộng G. Ok bạn. Bởi vì chiều dương hướng xuống các bạn. Ok mọi người, ok ha. Rồi vậy nha mọi người, với cộng mấy? Cộng mấy bạn? Cộng cộng 10 mét trên dây mình luôn. Nhớ chưa, nhớ chưa? Nhớ chưa bạn? Nhớ ha mọi người, ok em việc nha, em việc nha. Thì có clip mình trước chưa? Ok, good, giỏi. Rồi nhớ các bạn ơi, nhớ các bạn, ok nha mọi người. Ném lên là có tốc độ đầu. Ok đó các bạn, ok mọi người. Và rõ ràng nhìn nè, ở đây hai là trái dấu nên khi ném lên là chuyển động chậm vậy bạn. Chậm giờ không? Nên nếu em để cái này âm thì biến thành chuyển động giờ. Nhanh dần, ném lên như đại này càng càng mạnh nhanh hơn nè. Đúng không? Ok hai người, nhớ gì đó hai người. Rồi ok, mày biết mày y hai bằng mấy đi. Biết rồi đi. Ê, đi 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 luôn, đi luôn, đi luôn, đi hai mấy. Việc anh thôi, việc cái gầm bản việc. Đi hai mấy. Việc anh, việc anh, việc anh. Biết không thể đi hai nói đi. Ông xin rồi, ông xin rồi, ông xin rồi. Việc anh. Gì? Ủa viết vậy đi không nha cậu mà em biết đề mà em có hết rồi em biết đề rồi đi không y bằng gì? Dấu x không nhớ y chỉ biết đề mà thấy biết đề mà 205 rồi cộng gì nữa? Ở đâu? Trừ gì? 30 đúng bạn ok không? Mở mặt gì? 1 đúng không? Cộng gì? G mấy? G mấy? Ủa cái này nét là ứng là được chứ nó học mà G là do nó học mà. G là mấy? G là do mấy vậy? Mà 10 đó là 10, ok 10, mở mặt gì? T trừ trừ 1 tất cả. Kinh phương không? Ok chứ bạn, ok 10 nữa bạn. Ok 10, ok ha. Rồi ok được chưa mọi người, chú ý nha, vậy đơn vị là gì bạn, là gì đây, là mét, mà nhớ ở đây t lớn bằng mấy? Lớn bằng 1. Được chưa? Đó bạn, ok mọi người, ở đây t lớn hơn bằng 1 nha các bạn. Rồi bây giờ khi gặp nhau các bạn.
Rồi khi gặp nhau mình có điều gì ở đây? Y1 bằng y mấy? Y1 bằng 2. Các bạn ơi, mình nói lại nè, chẳng qua chuyển động ném là chuyển động biến đổi đều đúng không? Và gia tốc nó chịu là gia tốc trọng gì? Trọng trường, nó y chang biến đổi đều. Chẳng qua gia tốc này là gia tốc trọng các bạn. Trọng trường. Ok chưa? Ok các bạn, và nó như đều làm như bình thường, thấy không? Thì thấy không? Thấy không? Mình làm như bình thường luôn. Rồi các bạn, ok, nghĩa là lúc này nó có tốc độ đầu nữa. Rồi các bạn. Rồi thứ hai bằng nhau rồi. Bằng nhau thì có gì? Năm gì bạn? Năm tay gì? Năm tay mình bằng gì bạn? 205 trừ gì? Trừ 30 bỏ mặt. T trừ 1 tay mình. Ở đây là 1 2 nhân 10 là cộng gì luôn? Cộng 5 bỏ mặt. T trừ mấy? T trừ 1 tất cả được không? Rồi gì đó mới tính ra CT là nhiêu? Phương trình là bậc mấy bạn? Phương là mấy không? Bậc 2 không đúng, bậc mấy? Bậc 1, biết sao bậc 1 không? Ở đây 5 tay bình. Bên trong này cũng có 5 tay gì luôn? 5 tay bình luôn. Phương thì có một nghiệm này. T là mấy? T là 6. Nghĩa là nó sẽ gặp nhau lúc mấy giây? 6 giây. Đố bạn ok không rồi? Rồi và khi nó gặp ok rồi, ok rồi, ok ha. Rồi bên đây là 6, vậy lúc này y gặp bằng mấy? Tính là mình y gặp bây giờ gì vậy? Tính giùm mình luôn y gặp bằng mấy? Tại là mấy rồi. Thay vô 120 nghìn thì được hết y bằng nhau mà các bạn. Thay vô lại là 5 tay bình luôn y, 5 vô 5 tay bình là mấy? 180 mét. Nghĩa là nó cách trên đỉnh 180 mét. Vậy nó cách rất nhiều. Nó cách đỉnh 180 đúng không? Vậy cách rất nhiều. 25. Ok. Nếu như người góc độ đó là gì thì chỗ gặp người ok ha. Đây nhìn các bạn, nhìn vậy nơi gặp nhau là đây. Nơi gặp này nó cách cái đỉnh này là như vậy bao nhiêu? 80 mét. Cô B. Cô B đề bài hỏi lúc gặp quả cầu 2 đang đi lên hay đi xuống? Ơ, 180. Ôi, thầy chỉ đẹp quá đây. Rồi cô B nha. Cô B đề bài hỏi với bạn, lúc này quả cầu 2 đang đi lên hoặc như vậy? Hoặc xuống không? Bây giờ làm sao biết quả cầu 2 lên hay xuống? Làm sao biết nó lên hay xuống biết không? Làm sao biết lên hay xuống? Tính cái gì để biết? Để biết cái gì? Muốn đi lên hoặc đi xuống nên là nói về dấu của ai các bạn? Dấu của ai? Dấu của vận tốc. Nếu như các bạn tìm được vận tốc dương lúc này quả cầu đi gì? Đi xuống. Chiều dương xuống à? Nếu mọi người tìm được vận tốc âm, nghĩa là quả cầu đi đâu bạn? Đi lên. Vậy nghe ai? Muốn biết quả cầu lên hay xuống đó mọi người, thì đồng nghĩa việc ta đi tìm như bạn ơi. Tìm gì bạn? Tìm gì? Tìm về. Được không? Ok. Rồi mọi người ơi, hãy viết phương trình vận tốc của cầu 2 bạn ơi. Phương trình V2 bằng gì bạn? Rồi lập phương trình V2. V2 bằng gì của cầu 2 nha? V2 bằng gì bạn? Công thức gì ạ? V bằng gì? V02. Sao nữa? Cộng A mở mặt T trừ T02. Đừng quên T0 nha, sai đó. Đấy nha. Rồi, ở đây bằng V02 là mấy? Âm gì vậy? Âm 30. Ok không? Rồi, cộng gia tốc A là mấy đây? Là 10. Mở mặt T trừ mấy? T trừ mấy vậy? T trừ 1 không?
Và bây giờ người ta nói cái chữ ngay cái chỗ gặp đó mọi người, thì tại chỗ gặp thì T là mấy ạ? Nơi gặp hay là bài T là T là mấy? T bằng 6 á mọi người, ok ha. Vậy thì nơi gặp nhau ta có T bằng 6. Vậy từ đây suy ra thời điểm 6 giây thì vận tốc của nó là bao nhiêu? 20. Bao nhiêu bạn? 20 ha mọi người. Điểm gì rồi? 20 mét trên gì? Mét trên giây hả? Ok đó bạn. Vậy ở đây V dương hay V âm? V dương. Vậy nghĩa là lúc này bắt đầu đi đâu các bạn? Đi xuống nào, đang đi xuống. Con xe khó làm là của D. Câu D nha. Hai vật chạm đất cách nhau một khoảng thời gian bao lâu? Bao lâu? Làm sao giờ 15? Muốn chậm cái cao ba lông đi tìm gì 15? Mình tìm thời gian gì? Hả? Anh chưa nghe. Ủa mình nghe nói không? Ủa như này em nói rồi. Quên lên đâu, quên lên đâu, quên lên. Tôi nói là ai vậy? Tôi là em, ai vậy hả? Quên lên đâu, giờ hỏi quên lên, nào giờ nghe quên lên. Rồi mọi người, bây giờ thời gian chạm đất có mọi người okay. Nó hỏi là hai thằng này chạm đất cách nhau bao lâu. Vậy tôi đi tìm thời gian với bạn, thời gian gì? Thời gian nó chạm với bạn, chạm đất không? Ok không? Được không bạn? Rồi bây giờ làm sao để tìm thời gian chạm đất các bạn? Khi chạm đất cả hai thằng đều có cùng một hướng. Đố mọi người biết có cái gì mà có tọa độ lúc đó bằng mấy? 2.5. Đúng rồi, không ra rồi. Vậy nơi chạm đất chính là nơi tọa độ ít bằng mấy? Trả lời chung với nhau các bạn. Nếu chạm đất thì đồng nghĩa ít bằng mấy? 205 mét, được không ạ? Được không quý vị ơi? Được không? Được không mọi người? Khi chạm đất này mọi người nằm đây. Nằm ở đây chính là nơi tọa độ bằng 205 mét. 205 luôn. Ok không? Rồi bây giờ bạn thay vô hết mọi người. Đây, ít. Ô quên này, phải ít hay là chỉ gì quên? Chữ gì chứ? Chữ y chứ hả? Ok ha. Rồi giờ khi chạm đất chúng ta là có y chưa? Có chưa các bạn? Có rồi. Y nè mọi người ơi, năm tay mình này đúng chưa? Y là mấy đây? Nguyên đóng này mọi người thấy không? Rồi, thay vào mọi người, thay vô. Rồi, thay vô với y 1 các bạn. Thay vô vậy suy ra y 1 bằng gì? 205. Đố bạn bằng 5 T bình. T là T1 bình ha. Vậy xin T1 bằng mấy? T1 bằng 6.6.4. Đố bạn ok không? Đố bạn thay vô rồi ít. Y bằng 2.5 thêm vô đây. Rồi tiếp tục thằng 2 ha. Y 2 bằng mấy? Cũng là 2.5 luôn. Nhưng có điều người chú ý nè. Lúc này nó là nguyên một cái đống 2.5 trừ gì bạn? Trừ 30 T2 trừ mấy? Trừ 1 cộng gì? Cộng cho 5 T2 trừ 1 mình. Cái này Phương dùng bậc mấy? Bậc 2. Mọi người còn nhớ mình chỉ cách tìm nghiệm khi bậc 2 chưa? Nhớ không? Mình giải liền một xíp xôn hai nghiệm luôn. Không cần phải một khai triển gì đâu bạn. Không cần khai triển tính liền mình thôi. Hai nghiệm là mấy? Xíp xôn 12 T bằng 0 vô. Sau đó một cái xíp xôn 100 các bạn ơi, một cái bằng mấy? Ok, một cái bằng 1 và một cái bằng 7 giây. Chú đẹp quá, chụp hình lại mới được. Sao nhà được không vậy?
Ê mọi người dễ hình vô đi. Ê Vũ hình thể hình vô nha. Chọn góc độ không dễ hình vô không điểm á. Chọn góc độ kiểu nhớ bé hình vào nha. Rồi giờ hỏi nè, 1 giây với 7 giây chọn số mấy? Suy nghĩ nha, chọn 1 hay chọn 7? Vì sao chọn 7 mà không chọn 1? Tại 1 là thời gian nó ném rồi. Chính xác, đúng rồi. Bởi vì 1 giây nghĩa là ngay lúc nó ném, lúc nó kịp bay lên đâu mà nó rớt xuống. Đúng rồi. Ok rồi, vậy để em chọn mấy giây này? Chọn 7 giây, loại số mấy? Lại số 1, ok ha mọi người. Rồi, trường hợp này lại nè. Chị này muốn tìm hai thằng này chơi lên trên lệch nhau như thì mình trừ nhau. Nhắc lại, mẹo ship zone là gì? Ship zone nghiệm đầu tiên nhớ bằng 0, mọi người nghiệm 1. Ship zone lần nữa mọi người nhớ bằng mấy? 100, mọi người nghiệm 2 là 7. Mẹo ship zone là chỉ lần trước rồi. Ok ha, rồi, được chưa bạn ơi? Rồi, vậy đây là một bài tái điển hình nữa à. Rồi, nhiệm vụ về nhà của các bạn đó là gì các bạn? Hãy về nhà coi lại bài toán rơi và nếu đang đứng. Tuần này sẽ gửi lại về nhà lại. Nhưng yên tâm vì đang thi cử và tập về nhà. Tuần này chỉ 3 câu thôi. Chỉ 3 câu mà thôi. Đúng rồi, ok ha mọi người, các bạn ơi. Các bạn cố gắng thực hiện nhưng mà chỉ 3 câu thôi các bạn, ok không? Không sao anh sửa. Nhớ nha. Được không các bạn? Rồi, chưa? Dễ gì? Ok nha, ok nha. Đó bạn, lo người ghi chú với anh đi nha. Chúng ta sẽ học một lại diễn đạo mới. Không, cái này có cái ngoài. Này vui vui vui. Vui có vui vui vui. Vui mà người thấy vui yên tâm rồi. Người thấy mình đã cố gắng tìm mọi thể loại thí nghiệm trên cuộc đời này đúng không? Thấy không người đúng không? Mọi cái đều cho người hình dung ý của nó là gì hết. Chứ buổi trời tự do á, tụi bạn ok không? Rồi, bây giờ nghe, được chưa ạ? Thế này xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Xong rồi nha, rồi ok không? Rồi, ok. Bây giờ trước đó ba người ơi, mọi người cho mọi người coi một cái này trước nha. Nó mất cái này là sao? Rồi có một thứ ha mọi người, người ta gọi á mọi người. Ok, có một thí nghiệm mình cũng cho mọi người coi hôm nay mọi người, đó là strop bắt đường polymer là gì rồi biết không? Strop ở đây là gì vậy? Rồi strop ở đây mọi người, đó là một cái kiểu chụp ảnh nha mọi người có thể thấy nó được ở trong cái đề cương trang số 187 bạn ơi, người ta gọi là phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm. Rồi ok rồi. Vậy phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm là phương pháp gì vậy bạn coi thử bạn? Đây là phương pháp để xác định vị trí của vật bằng kính nhấp nháy. Ok mọi người, kính nhấp nháy là những đèn cái đấy là được ra. Đây thí nghiệm của MNT với MNT không? MNT không? MNT là MNT là MNT là MNT là MNT
chi với đúng rồi, ok rồi. Rồi, rồi đây là strobe light. Thì strobe light này là cái gì các bạn? Đây là một cái đèn nhấp nháy, nghĩa là các bạn cứ 2 giây, 1 giây nó chụp lần nào 1 giây bật chụp đèn, ok không? Rồi chụp nữa rồi chụp. Rồi đây là một cái thảm các bạn, bây giờ đây thảm một thí nghiệm á, các bạn thí nghiệm rơi tự do à. Đó là không chụp đi cộng người không ta. Rồi sau khi chụp lại hết lại, người ta tổng hợp tất cả các lần chụp nó lại và người ta thấy được vị trí của các trái banh sau những lần chụp với cái hình ảnh chung cuộc, đó là hình ảnh này. Rồi nghĩa là bạn đang nhìn đều đúng không? Mà vì đang nhìn đều nên là gì các bạn? Có phải những quãng đường này ngày càng được chỉ bạn dài ra không? Ok đó bạn. Rồi ok. Và ở đây thời gian liên tiếp nhau này là đều là các khả thi liên tục nhau các bạn. Và tuần trước các bạn ơi, tuần trước các bạn có nói rồi ai rồi. Chỉ trong quá trình này rơi với các thời gian với nhau các bạn bằng nhau không? Ok ha mọi người. Và khi rơi với các thời gian bằng nhau như vậy á. Và khi rơi với các thời gian bằng nhau mọi người ơi, nghe nè. Thì có phải á các thời gian liên tiếp nhau là chỉ gì không? Chỉ to đúng rồi, ok các bạn, nhớ không? Và với khoảng thời gian đầu tiên mình có L là mấy? L mấy này? L1 là mấy? L2 này là mấy? L3 là mấy? L4 đúng rồi, ok rồi. Và phương mà phương pháp hoạt nghiệm công dụng để làm gì? Để đo được gia tốc rơi tự do. Bây giờ coi các bạn nhìn nha mọi người. Có phải ta có một cái quy luật chung là như bạn ơi, sau những khoảng thời gian tô bằng nhau, ok các bạn, tô hết ok chưa? Ok các bạn. Thì ta luôn có điều gì các bạn? Ta luôn luôn có L2 trừ L với bạn L1 đúng rồi. Bằng L gì? L3 trừ L mấy? L2 bằng với bạn L4 trừ L mấy? L3. Và nó đều bằng A gì? AT. Đó là ok rồi, ok đó bạn. Đó là cái quy luật chung mình mới rút ra hôm trước xong. Đó là ok rồi. Rồi bây giờ mình coi đó bạn. Vậy bây giờ người ta đo gia tốc chậm trường như thế nào? Ví dụ ở hình này nghe thầy có số sẵn luôn. Và ở thời điểm này á thì máy chụp này khoảng thời gian giữa hai lần chụp là mấy giây? Mấy giây bạn? 1 giây. Rồi coi mọi người. Và bây giờ ở từng khoảng 1 bạn đi coi cho mình nha. Vậy từ 0-9 nha, với cái đề này thì cái khoảng L1 bao nhiêu? 4 mấy? 4-9 mấy em? Khoảng L2 là mấy? Các bạn lấy mình 19-6 chiều 0-9 đi. Mấy? 14.7 đúng không? Khoảng này đúng không mọi người? Ok ha. Rồi tiếp lấy hình khoảng đằng sau đi. Thì lấy 44.1 trừ 19.6 cái gì? 24 mấy? 4.5 ok không? Rồi lấy mình là 4 mấy bạn? 53 9 trừ 4.1 mấy? 9 mấy? 9.8 luôn ok rồi. Rồi vậy bây giờ coi các bạn. Bây giờ nhìn nha. Vậy bây giờ các bạn lấy mình L2 trừ L1 coi 2 này trừ nhau là nhiều? 9 mấy? 9.8 đúng không? Rồi bạn thấy mình coi L3 trừ L2 coi nhiêu? 9 mấy bạn? 9.8 không? Rồi tương tự lấy L4 trừ L3 coi nhiêu? Ủa này gì hàng 9.8 không? Hàng 9 đúng không? Mày nhớ bạn? Ủa này gì vậy? Ủa là 3.9 trừ 4 đúng không mày? Mày gì? 5.9 trừ 4 đúng không? Đấy, 4.4. Ồ, vậy số số 7 giờ mà. Ok, không. Vậy mình thấy bạn ơi, đó là những cái hiệu quãng đường như nào nhau? Như nào nhau bạn? Bằng nhau. Ok đó bạn, thôi đó rồi. Và mình có những cái hiệu quãng đường liên tục bằng nhau. Và coi nè, ở đây thời điểm chụp là mỗi lần liên tiếp mấy giây? 1 giây rồi. Vậy thì đồng nghĩa việc ở đây gia tốc mà thằng này chịu rơi tự do là 9 mấy? 9 mấy bạn? 9.8 không? Đúng rồi. Và 9.8 mấy dây bình này chính là gia tốc rơi tự như vậy. Rơi tự do luôn.
đố bạn ok rồi người. Và chính phương pháp trực hoạt nghiệm này mọi người ơi, mình thu được các hình ảnh liên tục. Và để tìm gia tốc thì ta làm gì? Ta lấy từng khoảng ta làm đi cho bạn, ta trừ nhau. Ok rồi mọi người ha, ok ha. Rồi ok mọi người, và chính đó ha. Bây giờ mình sẽ tới một loại ném khác. Hôm bữa mình ném gì rồi? Ném gì rồi bạn? Ném thẳng đứng rồi đúng không? Ok ha, bây giờ mình ném kiểu khác. Chúng ta hãy chuyển qua một thằng ném khác, đó là ném theo phương nằm. Ok ha, ok rồi. Rồi ok em, bây giờ coi rồi, giờ coi một thí nghiệm như đem đơn giản như này thôi bạn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, đất ơi. Trời ơi. Có nghe đúng không? Nghe một cái đụng cái rắc luôn á. Cái rắc đụng. Đâu có đâu. Tôi nghe một cái đụng. Cẩn thận. Cái ghế còn rồi. Thầy đã tỏi ghế này. Tỏi ghế rồi. Vậy ví dụ cái gì? Mày quan tâm thầy chứ. Đúng rồi. À, bây giờ coi mọi ơi, bây giờ mình làm một thí nghiệm nho nhỏ này các bạn. Bây giờ ném ngang nghĩ là ném cái phương gì? Cái phương ngang, ok không? Bây giờ coi các bạn, ok. Bây giờ có hai phấn. Một phấn màu gì? Xanh. Còn gì? Thấy không? Không. Không thấy. Không, không thấy gì cả. Rồi bây giờ coi, bây giờ coi nha. Bây giờ im lặng, hãy cảm nhận bằng cả tất cả các giác quan. Giờ coi các bạn, bây giờ là một chuyện như này. Một cái thầy thả rơi, một cái thầy ném ngang. Ok không? Ê, đẩy cái ghế vừa đấy. Đẩy vô thầy cái. Rồi ném thầy tao thấy. Rồi coi bây giờ ném luôn nha bạn. Ok, bây giờ thử cho mọi người. Một cái mình ném ngang, một cái thả rơi nha. Ok, lại hai ba thôi không coi nữa, thôi không làm nữa, thấp xuống xíu mình lại ok hai ba thấy gì không? Không thấy rồi. Ok cho ném lật đó, một hai ba nó cũng lật. Rồi cái này đó là cho ai mà lật toàn cho ai. Rồi mình rồi ok, khẳng định cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với một thí nghiệm không do mình. Rồi ok, bây giờ mình tới một thí nghiệm nha các bạn. Bây giờ người ta so sánh hai loại chuyển động, một là rơi, hai là ném ngang. Rồi ok ha. Rồi bây giờ người ta có hai thí nghiệm các bạn ơi, hai bên nha. Rồi người nào ơi, một bên á là người ta ném phương ngang, và một bên người ta làm gì bạn? Thả rơi vào. Ok à? Rồi giờ coi rồi, cho hiện tượng thế nào. Chậm nhiều cái gì? Chiều cái gì? Lại ra rồi, để lại cho mọi người. Một thằng là ném ngang, ok không? Còn thằng là thả hay rơi, thằng hay phương thẳng với bạn. Thằng đứng, ok không? Rồi gạt cần là lấy nha. Hai. Rồi coi kỹ nha. Nghĩa là có gì xảy ra sau khi con clip này kết luận được điều gì? Hai này như đảo nhau. Rồi nhau, rồi lúc cùng một với bạn. Cùng một lúc. Đó là ok không ạ? Nãy giờ mình cho người làm đó bạn. Ok ha. Vậy đó là anh em thấy gì? Ở đây là hai này nơi cùng với bạn. Lại hai, ba người bạn. Một cái là rơi cùng một thời điểm đúng không ạ? Ok nha mọi người. Vậy người coi gì nè mọi người. Mọi người có thể mở sách đề cương cho mình thấy trang số. Trang số 202. Mình cũng có một cái hình ảnh hoàn thiện ở đây.
Rồi ở đây ta cũng có một trải nghiệm và người ta thấy rằng là gì bạn ơi, sau những lần chụp vậy á thì độ cao của quả banh ném ngang và quả banh rơi tự do, độ cao của hai quả banh này như thế nào với nhau? Bằng nhau. Thế là vì sao các bạn ơi? Bởi vì tự nhiên thằng đang rơi, thằng ném ngang mắc gì hai nó chuyển động khác nhau đúng không? Vì sao nó lại rơi cùng lúc cùng một lúc? Ok bạn. Và nhiệm vụ bài này chúng ta sẽ giải thích lý do vì sao. Ok rồi. Nên đó chính xác nha mọi người, mình cần phải làm một việc, đó là chúng ta sẽ phân tích chuyển động ném ngang. Rồi ok ha. Rồi bây giờ phân tích chuyển động ném ngang trước các bạn. Bây giờ mọi người coi như này. Vậy ném ngang nghĩa là ném theo phương nằm như vậy. Nằm ngang thì đồng nghĩa việc theo phương ngang nó có vận tốc đầu gây gì? Về không. Và lúc này coi lại chuyển động của nó có còn theo một phương nữa không? Không, mọi người coi lại ha, vậy thì quỹ đạo của nó là hình gì? Đoán xem được như vậy, hình cầu không? Mình dự đoán luôn đó, hình gì bạn? Hình ba đây vô hình phải. Hình gì bạn? Hình ba đá bốn. Đố bạn ok rồi, đố bạn ok. Dự đoán là chắc không? Không, cũng phát gì? Ai đồ? Thầy đồ, ok. Rồi, giờ coi mọi người, chưa chắc. Ok, và bây giờ muốn biết quỹ đạo đường gì? Chúng ta phải coi như nào. Trong quá trình ném vật có chịu gia tốc hay không? Có. Gia tốc theo phương gì? Thẳng đường. Vẫn là gia tốc gì? Thẳng đường. Ok chưa? Rồi bạn này đã đi hết rồi, cho nên hôm nay mọi người chỉ cần ghi, mọi người nhớ và cảm nhận thôi các bạn. Ok rồi. Mọi người cảm nhận được hiện tượng là chính. Ok các bạn, bây giờ cùng nhau cảm nhận. Vậy lúc này vật chuyển động theo mấy phương? Một là phương gì? Hai là phương gì? Hai là phương gì? Và kết hợp giữa ngang và thẳng đứng thành phương gì? Phương cầu. Ok các bạn. Vậy ở đây ta sẽ phân tích chuyển động thành bao nhiêu phương? Hai phương. Một đó là phương nằm ngang, ta gọi là phương O gì bạn? OX. Và hai là phương thẳng đứng, ta gọi là phương O gì bạn? OY. Rồi bây giờ nghe nè. Theo phương nằm ngang nó có vận tốc không? Có không? Có về gì? Về không. Nhưng bây giờ hỏi mọi người nè, theo phương nằm ngang cái quả banh này có gia tốc hay không? Suy nghĩ nha. Nhìn lên. Theo phương nằm ngang nó có vận tốc hay không? Có không? Có bạn. Nhưng theo phương ngang có gia tốc không? Không. Bởi vì lúc này gia tốc nằm theo phương gì rồi? Phương thẳng đứng. Ok bạn. Rồi vậy mọi người. Thì theo phương nằm ngang, mọi người theo phương nằm ngang ha. Thì có phải lúc này V của mình chính là V gì? V không. Đúng rồi, ok rồi, không biết đúng rồi. Nhưng lúc này nó có gia tốc không? Có bạn. Không có. Và nếu không có gia tốc, chuyển động gì không có gia tốc? Thẳng đều. Nên do đó theo phương ngang ta có thể coi đây là chuyển động thẳng gì bạn? Thẳng gì? Thẳng. Thẳng đều. Ok bạn. Ok nha mọi người, ok rồi. Bởi vì làm gì có gia tốc? Được không? Rồi nhìn tiếp. Tiếp theo nữa để cho ngồi. Ok tiếp nha. Bây giờ tôi xem phương thẳng đứng. Nghe nè. Phương thẳng đứng nó có vận tốc đầu VOE không? Nó có vận tốc đầu về không không? Không. Có không? Không. Đó là nhiều người. Theo phương thẳng đứng nó không hề có vận tốc đầu. Nghĩa là lúc này V không theo phương y bằng mấy? Bằng không. Nhưng ngược lại theo phương y nó có cái gì các bạn? AI. AI bằng gì luôn? AI chính là gì bạn? Chính là gì? Chính là lần lượt. Vậy mọi người ơi nghe nè. Theo phương thẳng đứng không vận tốc đầu, có gia tốc là gia tốc trọng trường. Cái này giống chuyển động gì? Chuyển động gì mà không vận tốc đầu mà có gia tốc trọng trường? Rơi tự do. Đây là rơi với bạn, rơi tự với bạn. Rơi tự do. Và mọi người hiểu được lý do vì sao khi chúng ta xét theo phương đứng mấy thằng này nó ngang nhau chưa? Bởi vì sao bạn? Theo phương này ngang thì nó có liên hệ phương ngang. Và chuyển động gì bạn? Đều không?
Nhưng theo phương thẳng đứng, thực chất quả bóng nó y chang chuyển động dĩ vàng, rơi tự do. Ok đó bạn, được chưa? Rồi dạng người trang số 202 mình ghi vô bạn ơi, theo trên OX. Các bạn ơi, trên OX chuyển động tương đương với chuyển động thẳng đều. Chuyển động coi như là chuyển động thẳng đều. Rồi, còn theo phương thẳng đứng xem như chuyển động rơi tự do với V0 bằng 0. Xem như chuyển động rơi tự do với V0 bằng 0. 202. Được rồi, các bạn ơi, các bạn không biết. Không muốn học sinh. Lên clip. Đúng rồi, lên clip. Ok chưa bạn? Ok mọi người. Vậy mọi người hiểu được lý do vì sao hai ngày lên một lúc chưa? Bây giờ bản chất theo mình đứng nó là rơi gì bạn? Rơi tự do. Rồi ok mọi người, giờ mình phân tích thêm chút xíu đây các bạn. Mình phân tích một số các cơ bản trước. Trong cho mình xin vài phút các bạn suy nghĩ. Cho bạn lớp hôm qua. Rồi vậy coi mọi người nhìn các bạn nhìn. Bây giờ coi nha, vậy ở đây là phương thẳng đứng. Phương nằm ngang không? Vậy phương nằm ngang, nếu các bạn nói về vận tốc theo phương nằm ngang thì vận tốc có nó có đổi không? Đó các bạn, nó luôn là về gì? Luôn là về gì các bạn? Luôn là về gì? Về không. Đó các bạn, nhưng bây giờ nói về tọa độ đi. Vậy phương nằm ngang là chuyển động thẳng gì các bạn? Thẳng đề. Vậy ở đây x mình bằng gì? X mình bằng gì các bạn? Về không nhân gì? Về không nhân gì các bạn? Nhân gì? Nhân t. Đó bạn ok rồi, đó bạn ok rồi. X bằng V0 nhân tay mà, nó phải thằng ngang, không biết các bạn ok rồi. Đây là X, đây là gì bạn, đây là gì? Đây là Y. Mình đang xét tại một vị trí bất kỳ, ở đây có tọa độ là X. Và ở đây có tọa độ là gì các bạn? Là gì đây, là gì đây, là? Là Y giờ. Nhưng nhìn này nha, theo phương Y nó có gia tốc. Nó đúng rồi. Vậy với Y lúc này bằng gì, trả lời liền. Hai ba chọn. Công thức B đọc chúng vào lại hai ba đầu người ơi, B làm gì vậy bạn? V không cộng gì vậy bạn? A T. Nhưng theo phương thẳng đứng có V không không? Không. Không gì bằng không không? Đúng bạn. Vậy đây cộng A T, A chính là gì bạn? G nhân. Đúng không ạ? Ok không? Nhưng theo phương nằm thẳng đứng thì lúc này tọa độ Y công thức bằng gì? Hai ba rơi tự do mà, đúng không? Y bằng gì các bạn? Một phần hai g tay mình. Nó y chang rồi không? Bỏ nó tọa độ đó. Thấy không bạn? Ok mọi người. Vậy nhìn nha mọi người, nhìn nha mọi người. Chúng ta bây giờ sẽ chứng minh vì sao nó là bằng phương. Nhìn nha, hồi nãy mới phán vừa thôi. Được không bạn? Được chưa mọi người? Được không? Nên mọi người các bạn mắt thì tính lắm. Ở đây xin ST là gì? Mình ta coi, để xin ST là gì bạn? Xin mình ST là gì? X thì gì bạn? X thì là không, đây bạn chậm nghe kỹ mọi người, ok không? Và bây giờ mình làm một việc rất trọng đại nhé bạn. Nhìn này, nhìn nè. Mình làm gì? Nhìn lên. Mình sẽ thay cái T này vô đâu? Vô trong này luôn. Ok bạn. Rồi các bạn cùng nhau thay giúp mình các bạn. Suy ra. Suy ra lúc này Y bằng ok không? Ở đây g ha, g chia các bạn 1 phần 2 ha mọi người, các bạn g ok không? Nhưng lúc này t thì hay bằng x chia v gì? X chia v không. Vậy mình có đây là x chia v các bạn, v không tất cả gì đấy bạn, bình phương. Và bây giờ thành phần nào không đổ thành con ra ngoài ha, thì rút g ra ngoài, các bạn ok không? Chia 2 thì mang v ra ngoài luôn, v không bình phương ra ngoài đúng không? Vậy còn lại gì đây? X gì bạn? X mình. Đó bạn ok rồi. Giờ người thấy dạng này dạng gì không? Y bằng bằng gì? A à, đúng rồi, A rồi đúng không? X X mình. Vậy đây là đồ thị gì đây? Ba ra đồ. Và đây chính là quỹ đạo chuyển động, là đường ba ra gì các bạn? Ba ra đồ. Thấy không bạn? Chính người ta gọi. Vậy thì mình chốt kèo được mọi người. Có một phương trình siêu đẹp ở đây. Y bằng G chia 2V0 bình nhân X bình. Đây chính là phương trình quỹ đạo Y theo bất tâm. Đúng không bạn? Và đây chính là đường ba ra như vậy. Và đồng bộ.
Ok nhiều người, đây chính là một nhánh parabol đều phải chứng minh. Đúng rồi, okay, rồi. Vậy thì từ phân tích chuyển động hai phương, ta đều chứng minh được đây chính là parabol vậy bạn. Parabol. Ok chứ mọi người, được không bạn? Rồi ok ha mọi người. Rồi vậy đây là parabol được chưa? Ok ha. Và ngoài ra nó có hỏi thêm một số yếu tố như sau. Là gì các bạn? Thứ nhất, nó hỏi các bạn mọi người hai tay vô nha, hai tay trong sách dạng không hai tay ba á, hai tay vô mình kéo mình biểu đạo mọi người nhớ thuộc cũng rất nghe thuộc rất là xong rồi nên từ trường nha, trường nó ác chứng minh lại. Ok mình biểu đạo mà y bằng này rồi g chia hai bên không mình cho tính bình rồi bây giờ nghe rồi, bây giờ nó hỏi câu này bạn, đó là hãy đi tìm thời gian chạm với bạn chạm đó hoặc đây hỏi nhiều người ơi. Ở đây tùy người các bạn ơi, ok không? Người nào sức ném nhẹ, vì nào rồi ném nhẹ rồi hay ném nhẹ hai hai. Rồi ném nhẹ. Không. Nào sức ném mạnh thì sao vậy? Đúng không? Ok mọi người, thì nó kêu tìm gì bạn không? Tìm cái này gọi gì đố rồi biết. Cái này gọi gì đố biết. Độ xa hay ta gọi là còn xa. Đúng rồi, ok mọi người, gọi còn xa ha. Tìm tầm xa chuyển động. Ok bạn lời tìm tầm xa chuyển động. Ok chưa? Vậy bây giờ muốn tìm tầm xa thì có phải khi tầm xa là lúc này cái quả cái cục kinh này chạm đến đâu rồi? Chạm đến đâu? Chạm đến đâu không? Giờ ví dụ nha, cái nơi nén mình có độ cao gì vậy? Là h. Thì có phải từ đây mình có gì vậy? H bằng gì? 1/2 gì vậy? Hay là do bằng g gì? G t gì vậy? Tại mình không? Và đấy là t chạm đất không? Vậy đây suy ra được T chạm đất bằng gì vậy? Căn gì? 2H chia chữ L. Đây chính là T chạm đất không? Thế hả mọi người? Thời gian chạm đất mọi người thấy không? Thời gian rồi á mọi người. T bằng căn 2H chia L. Ok các bạn, đúng rồi. Cho mấy H là chiều cao mọi người. Đúng rồi. Ok không? Nhưng nếu như nói về mặt tầm xa, thời gian R là thẳng đứng, còn tầm xa là theo phương gì? Phương gì các bạn, phương gì các bạn? Phương ngang không? Ok không? Chị phương ngang nó là chữ gì các bạn? Nó chữ gì các bạn? Chữ gì? Chữ gì? Chữ X. Ok rồi, chờ ở đây X bằng gì các bạn? V không nhân cho T chạm gì? T chạm đất. Và tầm xa người ta ký hiệu là chữ E. L. Có phải L chứ không X max không? Đúng rồi. Và khi đó mình làm gì các bạn? Mình thay T chạm đất bằng căn 2H chia gì không? Chia L. Và đây chính là công thức tầm gì bạn? Tầm xa. Được chưa bạn ơi? Đây là công thức tầm xa mọi người. Rồi em hết bài. Rồi về nhà rồi nhớ xem lại thế này bạn. Rồi trước khi nghỉ chốt lại một câu như này. Vậy chẳng qua bản thân chuyển động ném gồm bao nhiêu thành phần? Hai, một hay phương gì? Trả lời chung mọi người nữa. Một hay phương gì bạn? Trả lời chung giờ chúng ta đâu lên hai đó lại nha. Bản chất ném ngang nó có mấy thành phần chuyển động? Hai, một hay phương gì? Ngang, theo phương ngang nó là chuyển động với bạn? Thẳng đề. Còn theo phương thẳng đứng là chuyển động với bạn? Rời tự do. Nên cho đó thời gian ném ngang và thời gian rơi tự do như thế nào với nhau? Bằng nhau. Ok rồi, rồi rồi, chúng ta chốt mọi người rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người đầu tuần mới tốt đẹp và kiểm tra thật là tốt nha các bạn. Ok ha, à. Bye mọi người. Rồi. Không hiểu con luôn. Rồi. Nhà hàng lại hóa nữa cho nên là không có